Chiều ngày 8 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giao nhiệm vụ tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024. Đồng chí Phan Hồng Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện, Trung tá Nguyễn Lê Thắng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện, Phó trưởng ban tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí thành viên ban tổ chức đại hội cùng đại diện cơ quan đơn vị chính quyền các xã thị trấn trong toàn huyện. Theo kế hoạch, Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Vũ Quang giai đoạn 2019-2024 sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 5, 2024. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tổng kết đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác thi đua khen thưởng phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024, xác định phương hướng mục tiêu giai đoạn 2024-2029 đồng thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024, trưng bày bảng ảnh, sản phẩm đặc trưng của lực lượng vũ trang huyện. Đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đã cơ bản hoàn thành với các nội dung như chuẩn bị hệ thống văn kiện đại hội, xây dựng kịch bản chương trình đại hội, các nội dung báo cáo, vân vân tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội như thời gian tổ chức đại hội số lượng thành phần đại biểu nội dung chương trình đại hội công tác trang trí khánh tiết tuyên truyền trực quan phát biểu kết luận hội nghị đồng chí phan hồng yến phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phó trưởng ban thường trực ban tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện nhấn mạnh để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan các đồng chí thành viên ban tổ chức đại hội cần chủ động bám sát nhiệm vụ được phân công khẩn trương hoàn thành nội dung các phần việc đặc biệt là công tác chuẩn bị kịch bản điều hành phóng sự báo cáo tham luận trình bày đầy đủ ngắn gọn tại đại hội và phối hợp sắp xếp bố trí nơi trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện cùng với đó tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cho đại hội nhằm tạo sức lan tỏa trong toàn quân